xe hàng anh đảm bảo là không có hư. Dạ. Nhưng mà bây giờ chỉ có tiếc là không đi xuất khẩu được. Bây giờ bán nội địa thì chủ hàng với nhà xe rất là lỗ, lỗ rất là nhiều. Tại vì cái tiền tài xế không chịu nổi rồi. Tiền chạy dầu quá là tụi anh chạy rất là tốn dầu mới giữ được cái que thanh long này. Một tháng mấy mà một ngày là nổ 6 lần. Một nổ lần nổ, nổ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang đứng trên con đường quốc lộ 1A. Nơi này thì cách cửa khẩu Thủ Nghị hơn 10 km và cách cửa khẩu Tân Thanh hơn 30 km. Cô bác quý chị có thể thấy hàng giải container đang xếp hàng chờ qua được cửa khẩu. Nhưng nói riêng với riêng mặt hàng thanh long như thế này thì vẫn đang đứng ở đây. Ước chừng thì mỗi một cái container như thế này thì có giá trị hàng hóa lên đến 500 triệu đồng. Vẫn đang điêu đứng và đứng ở đây. Và các anh em tài xế vẫn đang gươm gớm nước mắt để chờ ngày được sang biên giới hoặc là tìm cách giải cứu thanh long như thế này. Theo ước tính của một số người á, nếu như thanh long này bán phá giá lại với 100 triệu đồng thì những thương lái ở đây họ vẫn không mua, ép giá và về miền Tây thì cũng không xong, lên cửa khẩu thì cũng không thành công. Và hiện nay đây là một điều khá là lo lắng và điều đứng cho các thương lái cũng như là các anh khách tài xế đây. Và để hiểu rõ thêm điều đó, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để tìm hiểu về một anh tài xế ở đây đang nằm chờ container về thanh long ở đây như thế này nha. Đây, các xe nào Việt Nam. Kiện hàng đang nằm chờ sang Trung Quốc với hơn 2.000 thùng nằm trên container như thế này, cô bác quý vị. Tính mỗi một cái thùng giấy như thế này đó là có giá 25 đến 20 đến 30 ngàn đồng, mà ở trên này là 2.000 thùng thì nó tiền thùng giấy thôi đã hơn 50 triệu đồng. Và mỗi một ngày như thế để giữ được độ lạnh cho cái thùng trong này thì phải tốn chi phí khoảng gần 2 triệu đồng. Và để hiểu rõ thêm thì mời cô bác quý vị cùng nghe anh cơ anh chức ở đây sẽ chia sẻ về cái phần những cái mặt hàng. Phía sau lưng Phong đây là một chiếc xe container đang chở đầy rất là nhiều quả thanh long. Và xe thanh long này thì được chở từ Tiền Giang lên cửa khẩu Hữu Nghị. Và vị trí này thì cách cửa khẩu Hữu Nghị khoảng hơn 15 cây số. Kế bên đây là anh Chức, là một cái bác tài đã kẹt ở đây hơn một tháng mấy rồi. Và nếu như mọi người có thể tính toán một cái bài toán đơn giản như thế này, cái thùng giấy này nhà vườn, xin lỗi là chủ hàng, họ phải bỏ ra chi phí là hơn 30 mấy ngàn đồng. Thì hiện giờ thì nguyên cả cái công này giá trị hơn 500 triệu. Nhưng mà thực tế thì bây giờ hàng hóa đang bị ùn ứ cho nên là rất là nhiều thương lái ở đây thu mua lại chỉ có 50 triệu đồng thôi. Thì hơn một tháng qua anh mắc kẹt ở đây thì anh thấy cái hàng hóa như thế nào anh Chức? Hàng hóa là nói chung là kẹt nhưng mà vẫn cố gắng chạy chứ cứ tốt. Cái chuyến hàng đối với mình á là chuyến hàng cuối năm thì cũng mong muốn là trở về quê ăn Tết. Nhưng mà hiện giờ hàng hóa nó ùn ứ như thế này thì không biết là mình có khả năng là mình về ăn Tết kịp không anh? Tôi thật bây giờ là nó lỡ rồi, là bây giờ cố gắng bán cho được xe hàng cho chủ hàng rồi mới về, cho con mình chắc không về được. Nếu mà bán hàng không được thì không có về quê được. Anh Chức khóc luôn không? Hôm nay là đã là ngày cuối năm của Tết Tây rồi, chỉ còn khoảng mười mấy ngày nữa là đến Tết âm lịch thôi. Và mọi thứ đều đang trong cái cảnh khó khăn, cũng không xác định được là hàng hóa có được đi hay không, mà tài xế phải ôm luôn cả cái khoản hàng này ha. Bè mười mấy ngày rồi, cố gắng chạy hàng là tốt rồi, que không được. Nếu như những cái quả thanh long này nó bị hư thì tán cánh tài xế mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng không anh? Không, xe hàng anh đảm bảo là không có hư. Dạ. Nhưng mà bây giờ chỉ có tiếc là không đi xuất khẩu được. Bây giờ bán nội địa thì chủ hàng với nhà xe rất là lỗ, lỗ rất là nhiều. Tại vì cái tiền tài xế không chịu nổi rồi. Tiền chạy dầu quá là tụi anh chạy rất là tốn dầu mới giữ được cái que thanh long này. Một tháng mấy mà một ngày là nổ 6 lần. Một lần nổ 6 lần, một lần nổ mấy lít dầu đấy. Thì một ngày anh tốn tầm gần 10 lít dầu rồi. 10 lít dầu cái công này anh à. Là anh hút dầu rồi mua dầu ngoài rồi anh đổ vô, anh cố gắng anh chạy mới giữ được quả anh long này cho chủ hàng. Nhưng mà bây giờ rất tiếc là không tìm được cái đầu ra đó như thế đâu. Mỗi một ngày như thế thì tiền nhiên liệu và chạy để giữ được cái quả thanh long tươi như thế này thì anh phải tốn chi phí là bao nhiêu tiền anh? Anh thì nó mới cho anh bãi bảo nguyên thì anh nói chung một ngày là tính tiền ăn rồi tiền dầu rồi các thứ là phải trên 1 triệu một ngày. Đó là thiệt hại cho chủ hàng và nhà xe luôn.
mà bây giờ là quả thanh long 35 ngày mà cái quả thanh long như thế này thì bây giờ rất tiếc là cái tim cái đầu ra không có đâu, chứ còn tôi giữ hàng là rất là tốt. Tôi đảm bảo bây giờ dắt tôi chạy hàng rất tốt cho chủ hàng, nhưng mà bây giờ là tìm cái đầu ra người tiêu thụ là không có. Đấy, bây giờ nhờ Mạnh Thường Quân là các nhà lãnh đạo có biện pháp nào giúp cho doanh nghiệp. Mọi người có thể thấy là cái quả thanh long này á 35 ngày rồi. Khá là to. Chất lượng để được xuất khẩu. Nhưng mà 2 ngày trước thì phía bên Trung Quốc á họ đã tạm ngưng nhập khẩu hàng thanh long rồi. Và với một cái lý do đó là một số kiện hàng đã có một số virus liên quan đến Covid-19. Và trong những ngày qua mình có mặt ở Lạng Sơn thì mình đã chứng kiến cái cảnh là hàng trăm chiếc xe container quay đầu từ cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị và ngay cả Cốc Nam luôn dời về ngược lại Hà Nội. Hiện giờ thì rất là nhiều xe container đang bán dọc đường quốc lộ 1 này ở khu vực Hà Nội nè, Hải Phòng nè. Tuy nhiên thì có một cái đặc tính nữa là người miền Bắc thì lại không có sử dụng, không có thường xuyên, không thích cái quả thanh long này, chỉ có dân miền Nam thôi. Cho nên là việc bán hàng ở ngoài Bắc rất khó. Và để đưa cái công hàng này trở lại Sài Gòn thì chi phí ngang ngửa với chi phí từ miền Nam đi ra ngoài đây. Cho nên là gần như là thậm chí có rất là nhiều chủ hàng chấp nhận cái chuyện là bán đổ bán tháo với giá là rẻ hơn gấp 10 lần so với thực tế. Ở đây thì ăn uống rồi nó khó khăn không anh? Nói chung ăn uống thì mình vào quán mình ăn. Rồi nhiều lúc cái chỗ cái đoạn không có quán thì mình tự nấu cái mì tôm mình ăn thôi. Chứ bây giờ nói chung tiền bạc đồ nó cạn kiệt hết rồi. Bây giờ chỉ biết ăn mì tôm hoặc là nói gạo nấu cháo ăn qua ngày vậy thôi. Một tháng qua anh bị kẹt ở đây thì cái điều gì khiến anh lo âu nhất hiện giờ? Cái điều anh lo âu nhất hiện giờ tại vì anh là người làm mướn. Mà anh lo nhất là trong bán được cái xe hàng đó mà chủ hàng người ta thu hồi lại cái vốn của người ta thôi. Rồi chủ xe họ cũng bỏ tiền chi phí thôi tụi anh chạy ra tới đây. Cái điều anh mong muốn bây giờ là làm sao tìm cái chỗ tiêu thụ cái sản phẩm này đó, tụi anh là thu lại hồi lại vốn. Coi chuyến này là không có lãi đó, thì anh chỉ có mơ ước bao nhiêu vậy thôi. Nếu còn ngồi ra thì còn cái chuyện về quê ăn Tết hay không đối với anh giờ này không quan trọng nữa. Là bây giờ anh chỉ mong làm sao mà có chỗ tiêu thụ được cái sản phẩm, rồi doanh nghiệp người ta thu lại cái vốn, thu hồi lại cái vốn người ta bỏ ra quá nhiều, rồi nhà xe là bỏ ra quá nhiều, rồi tiền thơ tài tụi anh đâu nữa. Bây giờ tụi anh không cần cái gì hết, ăn uống cái gì cũng được, miễn sao là có chỗ nào Mạnh Thường Quân nào doanh nghiệp nào giúp đỡ mua tiêu thụ dùm cái sản phẩm này là tôi mừng hết. Dạ rồi. Chia sẻ thêm với mọi người á là một cái thùng riêng tính cả cái thùng giấy này là đã 50 triệu rồi ha. 50 triệu đồng thôi anh Hồ. Và tổng cộng các cái chi phí ở đây á vận chuyển này ra đây là đã gần 140 triệu đồng rồi, cộng luôn cả thùng nữa là 190 triệu. Xăng dầu đồ luôn nữa là chi phí nó một hôm giờ là đã 200 triệu rồi. Nhưng mà thương lái vẫn luôn nằm im ở đây. Anh thấy bây giờ là nếu mà cái giải quyết cái câu chuyện thanh long ở ngay vị trí này mà không được á thì những cái nhà vườn khác thì cực kỳ khó khăn ha. Lắm rồi cả nhà ơi. Anh chức việc mà chạy về miền Tây của mình để mà giao cho những cái đại lý thì nó gặp những cái khó khăn gì mà anh không chạy về mà lại đậu ở đây anh? Tại vì là cái quả thanh long này là xuất phát là người ta trồng là từ ở trong miền Tây, rồi miền Trung cũng có, Bình Thuận cũng có rất là nhiều. Đã từ cái chỗ đó cho nên là bây giờ mình đi ra đây mục đích của mình là mình lúc đầu là mình nghĩ là qua Trung Quốc bán được là cái tiền hàng và tiền cước nó cao là mới thu lại lợi nhuận, chứ còn ngoài ra là bây giờ mà quay vào trong kia là đã lỗ mà người ta là không mua nữa. Tại vì cái sản phẩm hàng tươi á, hàng tươi mà mới 5-10 ngày người ta ra chợ người ta bán rất là nhiều. Hiện giờ anh được biết á là tại các cái chợ dưới Hà Nội á là hàng tươi người ta mới hái 5-7 ngày á, người ta ra người ta đứng thì hàng người ta tươi thì người ta bán được. Còn hàng của tụi anh á là người ta nhìn vô người ta biết là hàng ở cửa khẩu về là người ta một là không mua hoặc là ép giá. Mà bây giờ tụi anh không có biết đi đâu hết. Bây giờ ở đây là không, bến bãi thì không có, mà đổ dọc đường á thì bị các bác giao thông là không cho đó. Bây giờ là tụi anh không biết là đi về đâu, mà cũng không có cái chợ nào mà đỡ cho tụi anh là gọi là đứng đó đỡ bán. Mà bây giờ là trên đây là diện tích đất mặt tiền là nó có hạn. Ví dụ cây dầu nó đậu được có 3 xe, mình vô nữa nó đâu có cho, nó chặt. Còn mình tìm một cái bãi nào đó mình bán thì lại không có.
mà bây giờ đổ dọc đường thì các bác giao thông là đòi làm biên bản rồi là nọ các thứ, là bây giờ tụi anh không biết đi đâu hết. Nói chung bây giờ mà lọt ra khỏi cái đất Hà Nội là cái xe này không bán được nữa. Tỷ tư Hà Nội đã lên đây thôi, bây giờ đi vô là không có bán được, tại vì hàng nó cạnh tranh. Bây giờ hàng người ta mới thu mua, người ta ra bán từ Thanh Hóa Nghệ An là hàng mới không, mới 5-7 ngày là hàng nó rất là đẹp. Tụi anh bây giờ là tụi anh từ cửa khẩu quay về đây là bây giờ không biết bán đi đâu nữa luôn. Hiện nay thì xe của mình là chi phí hết luôn khoảng 500 triệu. Thì việc ở đây những bàn hàng người ta quá giá một cái chiếc xe của mình là bao nhiêu tiền anh chứ? Nói thật ra bây giờ anh là bọn bên tài xế là bây giờ cứ chủ hàng người ta bảo mở công cho khách người ta xem thì anh mở. Còn cái chuyện giá cả thì giữa chủ hàng và khách hàng chứ anh không biết tới. Cái giá cả thì anh không có biết được. Bây giờ... Nhưng mà có cái tình trạng là mấy ngày qua tụi em ở đây tụi em thấy là tài xế là người buôn bán luôn. Sổ hàng ra bán giùm cho chủ hàng luôn. Tại vì hiện giờ là chủ hàng họ coi như họ bỏ, họ không có cách nào để giải cứu hết à. Nói chung là cũng có một số xe là bây giờ điện là chủ hàng người ta không nghe máy nữa. Coi như là người ta chấp nhận người ta mất cái vốn ban đầu. Người ta còn cái tiền mà bây giờ là dầu mỡ lợ phí các thứ, tụi anh ra đây anh ở một tháng này là bây giờ gọi là bỏ của chạy lá người rồi. Có một số xe là như vậy. Nhưng mà riêng cái chủ hàng của anh là rất là có lương tâm, là trực ứng trực với anh là đứng ra đỡ mà cố gắng mà bán thu hồi được bao nhiêu thu hồi. Rồi cũng nhà xe cũng chịu lỗ không ít cho bên doanh nghiệp, người ta chấp nhận hết, nói chung là hai bên chịu lỗ. Đó, và bây giờ vòng tài xế thì giá cả anh không biết, bây giờ anh cứ trực ở đây chạy lạnh. Rồi ai mua hàng thì anh lấy hàng anh cho người ta xem. Như vậy thôi. Thế còn anh không biết cái giá cả được. Hiện nay thì mình bao nhiêu công đang ủng ứ ở đây anh chứ? Theo như anh á là anh đi từ trong bãi Bảo Nguyên anh ra là anh thấy kẹt từ cửa khẩu Hữu Nghị xuống đây á, nằm giá vậy là mấy trăm xe. Riêng mà hàng Thanh Long thôi. Thanh Long với lại các cái hàng kia bây giờ muốn lên cửa khẩu Hữu Nghị á, bây giờ mà anh muốn lên cửa khẩu Hữu Nghị á là anh phải xếp sau 500 xe nữa. 500 xe chắc ăn luôn. Là còn đổ trên cái núi nữa này, xe đổ ngay trên núi mà trên dốc quýt á, trèo lên núi đó nữa là anh đổ khoảng là phải trên 500 xe. Mà phía bên cửa khẩu người cho qua rất là chậm, một ngày chỉ qua có vài chục chiếc thôi. Thì nếu mà tính hết cái lượng xe mà qua bên đó là tụi anh bây giờ không biết, không kịp gì ăn Tết luôn, nằm ở ngoài đây luôn. Có một điều mà tụi em muốn hỏi anh á, đó là mặt hàng Thanh Long thì bên phía Trung Quốc họ cho rằng là bị nhiễm Covid. Khoảng đóng cửa khoảng 8 ngày mới mở lại, thì anh có nhận thấy một cái tín hiệu lạc quan nào đối với mặt hàng của mình không? 4 tuần. Nói chung á 30 ngày. Đối với mặt hàng Thanh Long. Qua Tết luôn rồi. Dạ. Nói chung á là cái bữa mà cái hàng anh á là nằm ở bãi Bảo Nguyên á, là anh nằm nửa tháng á, là anh nghe người ta đóng cửa một tuần á là hàng anh vô tư. Đó, nhưng mà người ta nói đóng 1-2 tuần mà bây giờ họ đóng tới 4 tuần luôn. Thì bây giờ cái xe hàng anh trở thành là 30 mấy ngày, gần 40 ngày này. Cho nếu mà cỡ 20 ngày họ cho qua thì bảo đảm hàng anh rất là tốt và bán ok luôn. Đó, mà bây giờ họ hứa một đường, họ làm một nẻo, họ nói là đóng tạm thời đóng 1 tuần. Mà rốt cuộc họ kéo dài bên đây là 4-5 tuần rồi, họ không dứt điểm, không cho qua lại luôn. Đó, còn bên Hữu Nghị thì cho qua nhỏ giọt. Nhỏ giọt mà cho lộn xộn chứ không phải là riêng Thanh Long. Có nghĩa là hàng nóng, hàng nguội rồi cứ một ngày vài chục chiếc là đóng cửa rồi. Rất là chậm. Dạ. Tiến triển rất là chậm. Nãy giờ thì cũng được bắt tay chia sẻ khá là nhiều câu chuyện liên quan đến thực trạng nông sản. Thì bây giờ cho mọi người xem thêm cái khung cảnh ở trước quốc lộ 1 với anh Hồ. Anh thấy là rất là nhiều thùng hơn. Đây thì người ta đang ướp giá. Đây là những cái xe container nằm xếp hàng dài nè. Phía bên kia cũng là một cái xe con nữa. Rồi góc bên đây thì khá là nhiều phương tiện. Gồm hiện giờ là có 3 mặt hàng chính chủ đạo nha mọi người: mít, thanh long và xoài. May mắn là xoài với mít này có khả năng là vẫn có thể đi sang Trung Quốc được. Riêng mặt hàng duy nhất hiện giờ ở đây á, là mặt hàng thanh long. Mít với xoài thì được à, thanh long thì không được. Thanh long phải quay đầu xe. Hồi nãy thì anh tài xế anh có chia sẻ, anh thấy cái nước mắt của anh lưng tròng luôn ha. Đối với anh rất là đau lòng không? Hôm nay thì hai anh em mình đang có mặt tại ở khu vực gần cửa khẩu Hữu Nghị thuộc thành phố Lạng Sơn. Và từ 2 ngày qua có mặt ở đây thì chứng kiến rất là nhiều câu chuyện buồn
Ngay tại cửa khẩu đây thì cánh tài xế, chủ hàng, rồi kể cả những người khuôn Bắc ở đây ai cũng có những nỗi buồn riêng. Còn ở miền Nam, ở khu vực miền Tây, đặc biệt là miền Tây thì bà con đang chắc có lẽ trong tương lai một tháng nữa thôi, thời điểm đó khi mà những cái vụ mùa trái cây đang vào mùa sẽ rơi vào cái tình cảnh đó là bị không có đầu ra, và chắc chắn là ăn Tết xong á sẽ là có hiện tượng này giải cứu nông sản. Và đây là những cái bức tranh mà tụi mình đang ghi nhận tại thực tế để cho mọi người, người nông dân để sớm tìm được cái đầu nguồn ra, có thể chủ động bằng cách là mang hàng lên các thành phố lớn Hà Nội, Sài Gòn để tiêu thụ thay vì đi xuất khẩu sang Trung Quốc. Anh Hồ, chắc có lẽ anh mấy em mình sẽ tiếp tục qua cái khu chợ bên kia để cho mọi người xem được cái cảnh mà người ta buôn bán giải cứu nông sản ở ngay tại cửa khẩu như thế nào nha. Ok.